những nhà quản lý. Đơn vị can thiệp phẫu thuật tim mạch còn được gọi là đơn vị hybrid, đó là phương pháp điều trị tim mạch hiện đại, tức là vừa thực hiện phẫu thuật và can thiệp cùng một thời điểm và trên cùng một bệnh nhân mắc các chứng bệnh về tim mạch như vỡ động mạch chủ hay tổn thương về tim mạch. Lần đầu tiên ở Việt Nam, việc ứng dụng hệ thống máy hybrid đã can thiệp và cấp cứu thành công cho các ca vỡ động mạch chủ ngực trên bệnh nhân đa chấn thương bằng cách đặt stent động mạch chủ. Với phương pháp hybrid, Bệnh viện Việt Đức đã phẫu thuật thành công cho nhiều bệnh nhân mắc các chứng bệnh về tim mạch. Đây là một trong số những bệnh nhân đã được thực hiện phẫu thuật và can thiệp bằng phương pháp này. Thay bằng thực hiện mổ phanh một vết rộng trên cơ thể, thì bệnh nhân sẽ được can thiệp từ một vết mổ cổ. Phương pháp này sẽ xử lý kịp thời việc vỡ động mạch chủ ở bệnh nhân, giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn và thời gian điều trị ngắn hơn.